Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 369: Yến hội bắt đầu. Ngày diễn ra yến hội được tổ chức trang trọng như quốc khánh của đại ung, chỉ thua Tết âm lịch. Đế vương Thiết Yến ở trong cung mời cả quan viên và thê nữ của mình đến dự tiệc hai ngày trước còn có những cơn mưa thu phơ phất vậy mà hôm nay bầu trời không một gợn mây trong xanh thăm thẳm, ánh sáng chan hòa tràn ngập khắp nơi nơi. Yến hội còn chưa bắt đầu mà trong ngự hoa viên đã rất náo nhiệt. Các công nhân đã chuẩn bị sẵn điểm tâm cùng nước trà để các quan nhân lót bụng trước khi vào tiệc. Trong lúc mọi người ở trong ngự hoa viên chờ đợi bữa tiệc có thể tiến hành các trò chơi được chuẩn bị riêng cho lớp trẻ tiêu khiển như ngâm thơ làm đối, mua bút làm văn đối với những trò chơi này vân khanh không còn nhiều hứng thú nữa từ khi đến kinh thành nàng cũng nhận được các bái thiếp mời tham gia làm thơ nhảy múa vẽ tranh nhưng đều từ chối nếu không phải là yến hội quan trọng vân khanh sẽ không tham gia bởi nàng phải đối mặt với phiền toái so với người khác còn nhiều hơn nên muốn dành thời gian để nghiên cứu học tập những thứ hữu ích hơn nhưng an tuyết bánh lại rất thích mấy thứ này bởi sức khỏe nàng ấy không tốt nên những tiết mục có chút năng động thì không thể tham gia mà thường chỉ có thể ở nhà làm mấy việc tỉ mẩn. Nhưng nếu đi một mình thì một phần do không quen biết nhiều, một phần khác là không nỡ để Vân Khanh ở lại đứng một mình nên nàng ấy chỉ đành trơ mắt nhìn người ta chơi vui vẻ. Vân Khanh thấy vậy cũng không đành lòng đành phải cùng nàng ấy đi đến nơi đám nữ quyến tập trung. Phu nhân và các tiểu thư sau một hồi làm quen, giới thiệu náo nhiệt thì tự tách ra các tiểu thư top 5 top 3 đứng ở trong các máy đình nói chuyện phím, trong đó tập trung đông nhất là Hoàng Nguyệt Thủy Tạ năm gần thái cực trì đã có khoảng 15 16 vị tiểu thư lại còn có các nha hoàn ma ma đứng hầu hạ phía sau làm cho thủy tạ trở nên chật trội. Lúc này Lâm Chân đang ngồi ở đó nhìn thấy Vân Khanh và An Tuyết oánh liền đứng lên gọi, "Quận chúa vận Ninh, An tiểu thư lại đây chơi này." ban đầu an tuyết oánh cũng chỉ là muốn đi xem thôi nhưng lúc này nghe vậy liền hưng phấn cầm lấy tay vân khanh đi vào ở đây không có tiểu thư nào có thân phận cao hơn vân khanh cho nên khi nàng đi vào đều phải đứng lên hành lễ đối với những lễ tiết này vân khanh cũng không quá chú ý chỉ cần người ta không cố ý trêu chọc thì nàng cũng sẽ không xù lông như con nhím đâm chọc mọi người do vậy cũng gật đầu đáp lại rồi tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống cùng an tuyết oánh Mặc dù hôm nay có ánh mặt trời nhưng thời tiết cuối thu của tháng 10 cũng đã xe lạnh, đặc biệt là ở nơi thái cực trì lại có nhiều hơi nước ẩm ướt do vậy các tiểu thư đều khoác thêm áo choang. Ở trong đêm hội thất tịch cháu gái Mai Thái Phó là Mai Dư cũng đã gặp qua Vân Khanh cười nói, vừa rồi chúng ta đang chơi hành tửu lệnh, bây giờ có các ngươi đến thì lại càng náo nhiệt hơn rồi. Tiếp đó liền quay đầu nhìn về cô gái chủ trì nói, thần tư, vừa rồi ngươi lại thắng một bàn lần này chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua đâu nha. Vậy thì cũng khó nói lắm, mặc dù có thêm một quận chúa nhưng cũng đâu chắc chắn là có thể thắng. Mọi người ở chỗ này chơi chính là văn tập, không phải là đấu phú. Lời của Mai Dư ta không dám đồng ý đâu. Cô gái được gọi là thần tư cười đáp, vừa nghe lời này Vân Khanh liền biết đây là nhầm vào mình. Tại sao những người này cứ muốn dùng xuất thân người khác để làm khó dễ? một lần hai lần thì cũng không nói làm gì nhưng nhiều lần quá thì cũng thấy hơi phiền nhiễu. Cổ thần tư là cháu gái của nội các cổ thứ phụ có tuổi sấp xỉ với vân khanh sấp xỉ, tư sắc trên trung bình, quần áo thanh nhã với váy dài thiêu mai lan trúc cúc, dáng vẻ lộ ra thần thái của dòng dõi thư hương, ánh mắt cao ngạo, người khác vừa nhìn đều biết là người thường ngày luôn được ca ngợi là tài nữ. Vân khanh cười với cổ thần tư, cổ tiểu thư nói đúng, đây là đang đấu văn chương cũng không phải nơi đấu võ mồm. Không biết kế tiếp chơi như thế nào đây? Nếu nói Vân Khanh và Cổ Thần Tư có điều gì khúc mắc thì quả thật không có. Tuy nhiên giữa người và người vô hình luôn tồn tại một mạch nước ngầm. Theo đại cục biến hóa mà nói cổ các lão cùng trương các lão hai người đúng là có khúc mắc Một người là đương triều thứ phủ, phó thủ lĩnh, một người là đương triều thủ phủ, thủ lĩnh, ngẫm lại cũng biết nguyên nhân cuộc xung khắc. Từ lịch xuất thân cũng không khác nhau lắm thế nhưng lại chênh lệch một cấp bậc dù ngoài sáng trong tối thì cũng có nhiều lần đấu đá lẫn nhau mà trương các lão lại vẫn có thể vững vàng ngồi ở trên vị trí thủ phủ cũng theo đó trương các lão có ngoại tôn là cảnh trầm uyên mà thẩm vân khanh là nghĩa muội của cảnh trầm uyên do vậy đương nhiên sẽ tạo nên mối quan hệ này còn theo cá nhân mà nói bởi vì cổ thần tư trước đêm thất tịch bị bệnh nặng không thể tham gia sau khi khỏi hẳn lại nghe người khác bàn luận về cuộc tỷ thí trên đài. Đệ nhất danh thế nhưng chính là con gái của một thương nhân đê hèn nên nàng ta không thể nào tin được, cũng đã đi hỏi một số nhân tài chân chính để xác định. Cổ thần tư cảm thấy Sở Dĩ Vân Khanh có thể đạt được hạng nhất cũng là bởi vì khi ấy nàng ta không thể đi tham gia tỷ thí mà thôi. Do vậy hôm nay trông thấy Vân Khanh thái độ của nàng ta liền mang theo chút ý thù địch, lúc nói chuyện cũng không còn dễ nghe. Phần lớn tiểu thư ở đây đều gặp qua Vân Khanh nhưng cũng chưa từng nói chuyện nhiều. Đối với nữ tử Thẩm Vân Khanh mới xuất hiện ở kinh thành nửa năm mà chỉ trong một thời gian ngắn đã từ một địa vị thấp là con gái thương nhân thăng làm quận quân và nay là quận chúa của Đột An Bá phủ nên các nàng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, hôm nay được ngồi gần như vậy nên cũng chú ý quan sát. Cổ thần tư cũng mang theo tâm tình như vậy mà nhìn. Cổ gia quyền cao chức trọng, nàng ta theo mẫu thân tiến cung đã gặp qua không ít mỹ nhân cũng phải công nhận rằng hầu như không người nào có thể so sánh được với thẩm vân khanh. Chẳng qua trong lòng cổ thần tư đối với mỹ nhân luôn không có nhiều hào cảm, đặc biệt là một mỹ nhân có tài thì trong lòng lại càng không vui và thầm muốn đẻ ép vân khanh một lần. Phụ thân của thẩm vân khanh chẳng qua chỉ là người thuộc giới thương nhân, cho dù ngoại tổ phụ nàng ta từng là tài tử liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, tam nguyên trong triều nhưng rốt cuộc cũng đã cách một thế hệ lại tráng niên mất sớm thì làm sao có cơ hội dạy ngoại tôn nữ lại nhìn thấy vân khanh mặc trang phục quý khi dung mạo diễm lệ khuynh thành mà đa số mỹ nhân đều bất tài thẩm vân khanh chẳng qua là dựa vào việc cứu được bệ hạ lại có phần may mắn hiểu được một chút phương pháp cứu chữa bệnh cho thái hậu mới được đến vị trí hôm nay còn chân tài thực học chỉ sợ là không có trong lòng đã có kết luận như vậy nên cổ thần tư trực tiếp đi đến vị trí chủ tọa của mình ngồi xuống nói, đã có người mới vào, không bằng trước tiên chúng ta chơi trò chơi làm nóng người để tránh quận chúa trong thời gian ngắn còn chưa thể quen thuộc cách chơi. Chúng ta chơi trò chơi tiếp chữ. Có được không? Lời nói này của nàng mang ý châm chọc, nếu vừa bắt đầu đã chơi trò cao cấp thì sợ Vân Khanh nói không chuẩn bị tốt liền cho qua, còn đối với trò tiếp chữ. Nếu Vân Khanh không chơi nổi thì cũng đồng nghĩa là nàng không tham gia nổi những trò chơi khác nữa. Những người khác không có nghĩ nhiều như cổ thần tư vì tham gia trò chơi cũng là muốn náo nhiệt, chỉ cần đông người là được. Lâm Trân đồng ý nói, nhiều người như vậy chơi cùng nhau thì trò tiếp chữ. Này cũng trở nên khó khăn rồi. Có nàng ấy mở đầu mọi người đều đồng ý, Vân Khanh tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Cổ thần tử thấy tất cả mọi người đồng ý liền đem quy củ cho tiếp chữ. Nói qua một lần, đại khái là người chủ trì nói lên câu thành ngữ thứ nhất thì người tiếp theo tính từ trái sang phải sẽ phải có một câu thành ngữ ứng với chữ cuối của câu thành ngữ trước đó mà phải là đồng tự đồng âm. Thời gian suy nghĩ không thể quá lâu, không được lặp lại thành ngữ đã nói qua. Nếu không thể tiếp được thì người thua phải tự nhận phạt uống một chén. Chính giữa gian nhà thủy tả có một bàn tròn bầy sẵn hạt dưa, điểm tâm, còn có chút rượu hoa quả chuyên dùng để chiêu đãi nữ quyến. Trò chơi có quy tắc rất đơn giản nên không cần phải nói đến lần thứ hai thì mọi người đều đã hiểu được. Chỉ cần là người đã đọc qua sách cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn. Trước tiên cổ thần tư nói một câu vinh hoa phú quý, Mai Dư ngồi tiếp theo nàng liền đáp quý ở chi tâm. Quý ở tấm lòng hiểu biết, tiểu thư kế tiếp nói, tâm cao hơn trời. Cao cao tại thượng, thượng trí hạ ngu, trên thông minh, dưới ngu ngốc, ngu muội bất kham, ngu không chịu nổi. Đến Vân Khanh chính là chữ kham, cũng không biết có phải những tiểu thư cố tình thử bản lĩnh của nàng hay vì điều gì khác mà ai nấy đều nói ra thành ngữ không phải là dạng thường dùng, tuyển chọn sử dụng các câu từ là. An tuyết oánh ngồi bên cạnh Vân Khanh nghe được chữ kham cũng có chút sốt ruột vì thành ngữ có từ này không dễ để nối tiếp. Không chỉ An Tuyết oánh mà các tiểu thư khác cũng cảm thấy có chút không dễ tiếp nên nhìn Vân Khanh chờ đợi. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười, nhìn tiểu thư của An Thuận Hầu bên cạnh nói, chữ kham. Này thật đúng là không dễ tiếp. Vân Khanh ngập ngừng nói sau đó ánh mắt nhìn về hướng cổ thần tư cũng may ta nhớ tới một câu thành ngữ, kham dị cao úy, đáng để thoải mái, không biết có đúng hay không. Kham đứng trong đầu câu thành ngữ không nhiều nên những tiểu thư không biết đáp án đều nhìn Vân Khanh với cặp mắt khác xưa. An Tuyết Oánh cũng biết câu thành ngữ này đã sớm chuẩn bị kỹ càng nói tiếp, úy tỉnh thắng vô. Có còn hơn không? Lâm Trần có chút không vui nhìn thoáng qua cổ thần tư rồi cố ý lớn tiếng nói, vô trốn tự dung. Xấu hổ vô cùng, không trốn dung thân, làm cho sắc mặt của cổ thần tư lại càng thêm khó chịu. Sau hai vòng chơi phát hiện cơ bản là không thể làm khó được Vân Khanh vì thế nàng ta nhìn sang bờ hồ bên kia nói với mọi người: "Các vị nhìn xem, các vị thế gia công tử đã ở bờ bên kia. Không bằng chúng ta viết thơ ca rồi mời bọn họ đến bình luận, như thế cũng có vẻ công bằng lại còn có thể chọn ra bài thơ của ai hay nhất." Đề nghị này vừa nói ra liền được các tiểu thư ủng hộ ngay phải biết rằng các nàng đều là vị thành niên đang ở đúng độ tuổi tươi đẹp mà ngày thường ít có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt nam tử mình thích cho nên cổ thần tư vừa đề xuất như vậy cũng là dịp để bọn họ có cơ hội biểu hiện một chút. Dù sao ngồi ở đây cũng chỉ có thể chờ đợi mà các tiểu thư thiên kim thì có thể làm quen trong các tiệc trà khác nên dịp tốt như thế này đương nhiên là sẽ không từ chối. Cổ thần tư phân phó ma ma bên người qua nhà thủy tạ bên kia truyền lời bên kia đành nhờ tam hoàng tử điện hạ chủ trì cuộc bình luận thơ ca này rồi. Nàng vừa nói như vậy, sắc mặt của các tiểu thư cũng có chút thay đổi. Cổ thứ phụ và tam hoàng tử của nhà ngụy quý phi là bà con, cổ thần tư cùng tam hoàng tử đương nhiên cũng có quan hệ thân cận. Tam hoàng tử làm trường tử của minh đế thì việc chủ trì các cuộc thơ ca tỉ thí như vậy cũng rất bình thường, nhưng ở đây có vài tiểu thư không thuộc phe của tam hoàng tử đối với sự ủng hộ của gia đình mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết mà giờ phút này để cho tam hoàng tử làm chủ trì cũng làm cho người ta cảm thấy có chút khác thương. Đương nhiên những suy nghĩ như vậy cũng chỉ để ở trong lòng, dù sao ở mặt ngoài các gia đình cũng sẽ không xung đột trực diện nên khi cần cười thì vẫn phải cười. Nên nói thì không chút sai lầm và hầu hết các nàng vẫn nghĩ đợi lát nữa phải biểu hiện thật tốt để có thể hấp dẫn tầm mắt của các công tử xuất sắc chưa có hôn phối. Vân Khanh thì không có chút tâm tư suy nghĩ nào như bọn họ mà chỉ muốn ngồi ở đây cùng ăn tuyết hoánh là được rồi. Một lúc sau vị mama đi truyền lời trở về hồi báo các công tử đã đáp ứng, cùng tổ chức một hội thơ hữu nghị. Cổ thần tư gật gật đầu trong sự chờ đợi của các thiếu nữ nói ra đề mục, hôm nay đúng là tiết trời cuối thu, bên bờ phi tinh trì tổ chức hội hoa quốc cũng vừa chấm dứt không lâu vậy lấy hoa cúc. Làm chủ đề đi mỗi người sáng tác một bài thơ rồi nộp lại cho ta. Hoa Cúc, Vân Khanh cũng dự đoán được đề mục mà cổ thần tư sẽ ra như vậy, quay đầu nói với An Tuyết Oánh, người nghĩ ra chưa? So với Vân Khanh có chút tùy ý thì An Tuyết Oánh lại rất nghiêm túc. Sau khi nghe được đề mục nàng nhìn về phương xa nhớ lại cảnh tượng ngày ấy cùng Vân Khanh đi thưởng cúc. Hoa cúc cũng không xem như chủ đề thơ ca mới mẻ. Muốn làm thơ không khó nhưng mấu chốt là phải thể hiện được sự khác biệt với mọi người, có thể trổ hết tài năng thơ ca của mình. Mai Dư hơi nhíu mi, tinh tế tạo hình từng câu chữ. Lâm Trần thì hơi nhăn mặt, vì từ xưa đến nay nàng không có hứng thú gì đối với thơ ca. Sau hơn nửa khắc linh cảm đã cạn kiệt, đành nghĩ hết sức làm một bài thơ có chút dễ nghe, chỉ mong không quá kém cỏi là tốt rồi. Trước đó đã có công nhân đưa tới giấy mực bầy ở trước mặt các vị tiểu thư. Vân Khanh suy nghĩ một lúc, thấy các tiểu thư khác cũng bắt đầu rộn ràng đi lên nộp thơ thì bắt đầu cầm bút viết rồi đợi khi mực khô nộp cùng với an tuyết oanh. Cổ thần tư xem tốc độ của Vân Khanh cũng không nhanh, khi cầm bút thì lông mày hơi nhíu lại có vẻ như rất khó khăn nên tiện tay lấy thơ ca Vân Khanh làm ra đọc trước, sau đó ánh mắt nàng chuyển biến thật nhanh. Vân Cúc hỏi Cúc dục tín thu tình chúng mặc chi thì thảo phản thủ khấu đông ly cô tiêu ngạo thế sai ai ẩn nhất dạng khai hoa vì tận trễ vườn lộ đình xương hà tịch mịch hồng hồi cung bệnh khả tương tư hiêu ngôn cử thế vô đàm giả giải ngữ hà e ngôn phiến thời chương 370, quận chúa hòa thân một khi nàng quay đầu lại thì mọi người cũng đã viết xong bài thơ của mình giao cho cổ thần tư cổ thần tư cho nha hoàn đem thơ của các vị tiểu thư chép lại. Bởi vì dù gì cũng là nữ quyến, nếu thơ văn tự tay viết rơi vào trong tay nam tử bên ngoài thì gặp phải phiền toái gì cũng sẽ không tốt. Thơ ca đưa qua xong các tiểu thư lại bắt đầu nói chuyện phiếm nhưng trên mặt mỗi người đều có chút thấp thỏm không yên, ánh mắt thường nhìn về phía gian thủy tạ ở đối diện, trộm nghĩ không biết mình viết bài thơ vừa rồi có thể hiện được chút tài hoa nào hay không. Một lát sau các công tử ở đó đều đứng lên, tam hoàng tử với thân hình hơi béo, mặc cầm bào màu xanh đậm thêu rồng dẫn đầu đám người đi tới. Tam hoàng tử so với tứ hoàng tử lớn hơn 2 tuổi, nét mặt có vẻ giống minh đế nhiều hơn, thân hình hơi béo nhưng không khiến người ta có cảm giác đáng khinh mà ngược lại có vài phần phong độ. Tuy vậy là trên mặt lại ẩn dấu vẻ tàn khốc, tuyệt đối không phải là người hòa ái như vẻ bề ngoài trong triều đình cũng có nhiều người ủng hộ vị hoàng trường tử này cho nên hắn cũng là một trong những ứng viên của chức thái tử. Theo sau hắn còn có từ nghiên mặc trường tử của từ quốc công, tân khoa trạng nguyên cảnh trầm uyên, tân khoa bảng nhãn tư bồi thạch, an sơ dương, trì diệu thứ tử của trì quận vương cùng với những nam tử trẻ tuổi khác. Xem trang phục thì phần lớn đều là thế gia công tử. Đại ung có nhiều tuấn nam mỹ nữ, ở đây lúc này ai nấy đều là người tuấn tú lịch sử. Khi những nam tử trẻ tuổi này vừa đi đến liền khiến nhiều tiểu thư thẹn thùng, lui về một bên tránh bị thất lễ trước mặt người khác. Vân Khanh nhìn Trì Diệu đứng ở bên người An Sơ Dương, thấy mặt mày tuấn lãng, khí chất thanh thuần, bộ dạng tuấn tú lịch sự liền quay đầu nhìn thoáng qua An Tuyết oánh, quả nhiên thấy nàng ấy vẻ mặt thẹn thùng, thoáng liếc nhìn Trì Diệu rồi cúi đầu sau đó lại nhịn không được nhìn thêm vài lần nữa. Trong tay Tam hoàng tử cầm một bài thơ đi tới nói: thần tư, ngươi không hổ là kinh đô tài nữ. Hôm nay viết ra bài thơ này lại có thể khiến tân khoa trạng nguyên cũng phải khen ngợi, quả thật không đơn giản. Cảnh trầm uyên những ngày gần đây mới từ Dương Châu trở về chưa cùng Vân Khanh gặp lại, hai người khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này nghe Tam Hoàng Tử ngỏ lời khen ngợi bài thơ này thì thờ dài cười nhạt nói, bài thơ này đâu chỉ có mình thần khen ngợi, ngay cả những người khác cũng có nhận định như vậy. Tư huynh còn nói muốn đến thỉnh giáo cố tiểu thư đây này. Cổ thần tư viết ra bài thơ này xác thực không tệ. Vừa rồi khi vừa đưa thơ qua, không chỉ có hắn khen ngợi mà bây giờ tam hoàng tử lại cố tình ở trước mặt mọi người nói lời khen ngợi ngụ ý muốn lôi kéo. Hắn tự nhủ mình không có ý gì khác với vị cổ thần tư tiểu thư này mà ánh mắt đối phương lại lộ ra vẻ kiêu ngạo thì tốt nhất vẫn nên sớm nói rõ ý của mình mới được mà vừa rồi tư bồi thạch liên tục nịnh nọt tam hoàng tử, sau khi nhìn thấy bài thơ của cổ thần tư lại không dứt lời tán dương, nếu hắn đã có ý nịnh bợ như vậy không bằng thuận nước đầy thuyền, tạo cái nhân tình cho hắn. Vân Khanh nghe vậy nội tâm cười thầm, có thể nói ngoài tài học hơn người ra thì cảnh trầm uyên ở phương diện đối nhân xử thế cũng là thực khéo biết đưa đầy. Lúc này tư bồi thạch cảm kích nhìn cảnh trầm uyên sau đó liền đi lên trước từng bước, sắc mặt hơi hồng kho mình hành lễ với cổ thần tư nói cổ tiểu thư xuất thơ ý cảnh siêu phàm có tình có lý như vậy chỉ có từ phong lưu khác biệt mới có thể hình dung được tiểu sinh vô cùng bội phục vân khanh nghe được lời của tư bồi thạch thì hơi nhíu mày ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía cổ thần tư thấy vẻ mặt của nàng ta thản nhiên thì nghĩ chẳng lẽ vị cổ tiểu thư này viết thơ cùng phong cách như mình sao không ngờ giữa bọn họ cũng có chút ăn ý như vậy. Gặp Tân Phong Trạng Nguyên cùng bằng nhãn đều nói như vậy nên Lâm chân cũng có chút tò mò. Không biết bài thơ tài tình ra làm sao mới có thể được khen ngợi như thế, bài thơ hay như vậy thì chúng ta cũng rất muốn thưởng thức đó. Tam Hoàng Tử nghe thấy lời Cảnh Trầm Uyên nói liền biết vị trạng nguyên này có ý làng tránh. Tuy rằng Cảnh Trầm Uyên là cháu ngoại của Trương Các Lão nhưng dù sao cũng là cách một thế hệ Tam Hoàng Tử nhận thấy Minh Đế xem trọng vị trạng nguyên này nên nếu không mượn được sức hắn thì ít nhất cũng tạo được mối quan hệ hòa thuận. Bây giờ đã biết ý tứ của hắn, ánh mắt thâm trầm quay sang nói với Tư Bồi Thạch, nếu Tân Khoa Bảng Nhãn đã nói thế, vậy ngươi ở trước mặt mọi người ngâm bài thơ đó đi. Nếu không có trạng nguyên lang thì thay bằng một bảng nhãn cũng không tệ, chỉ cần có thể tăng bốc cổ thần tư là được. Cổ thần tư sau khi nghe các công tử nói vậy thì vẻ mặt tỏ ra khiêm tốn nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Tư bồi thạch tiến lên vài bước, hơi chút ngại ngùng nhìn cổ thần tư rồi dùng giọng diễn cả ngâm thơ. Bài thơ Vịnh Cúc Vô lại thi ma hôn hiểu sâm Nhiễu ly y thạch tự trầm âm Hào đoan uẩn tú lâm sương tả Khẩu giác cầm hương đối nguyệt ngâm Mãn chỉ tự liên đề tố oán Phiến ngôn thùy giải tố thu tâm nhất tòng đào lệnh bình trương hậu thiên cổ cao phong thuyết đáo câm kim bài vịnh cúc trích trong tuyển tập hồng lâu mộng xin được mượn bản dịch của nhóm vũ bội hoàng sớm tối mà thơ lần quất hoài quanh rào tựa đá khẽ ngâm chơi sương kề ngọn bút thơ dầu tứ trăng giỏi trên môi giọng ngát mùi mối hận ngấm ngầm đề chật giấy lòng thu giãi tỏ biết chăng ai phẩm bình từ lúc nhờ đào lệnh Cào tiết nhìn thu rộn khắp nơi hắn vừa ngâm xong thì từ đằng xa truyền đến tiếng tán thưởng bài thơ thật hay nhìn sang thì thấy ngũ hoàng tử mỉm cười đi cùng Tứ hoàng tử ngự Phượng Đàn và hai nam tử lạ mặt đi đến Tam hoàng tử vừa nhìn thấy ngũ hoàng tử Tứ hoàng tử cùng hai nam tử xa lạ phía sau ánh mắt hơi trầm xuống nhìn ngự Phượng đàn nói thì ra thế tử không đi cùng ta đến đây là bởi vì đi với Tứ đệ ngũ để chiêu đãi hai vị khách quý đến từ Tây Vực. Trước đó việc Minh Đế đem nhiệm vụ chiêu đãi hai vị hoàng tử Tây Vực giao cho ngự phượng đàn đã khiến tam hoàng tử bất mãn bởi bình thường những chuyện như vậy sẽ do hoàng tử như hắn đảm nhiệm. Hơn nữa người có tư cách chiêu đãi ngoại tân, khách nước ngoài, đại đa số là hoàng tử có tư chất làm thái tử nhưng Minh Đế lại không chỉ địch ai trong ba hoàng tử đã thành niên mà để cho ngự phượng đàn tiếp quản chuyện này cũng không biết trong lòng ông ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, Tam Hoàng Tử rõ ràng có ý nhằm vào hắn. Chỉ có thể trách Tam Đường Huynh người đi nhanh quá, khẩn trương muốn nhìn xem chủ nhân của bài thơ này nên trong chốc lát ta không theo kịp, chỉ có thể cùng Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử đến vừa đúng lúc cùng nhau đi qua đây thôi. Dĩ nhiên ngự phượng đàn cũng không phải là người tùy tiện có thể bị ngôn ngữ công kích hắn bất động thanh sắc mà châm chọc tam hoàng tử vì muốn thân thích của mình là cổ thần tư được vang danh đã đi quá vội vàng, căn bản là chưa từng đem hai vị khách quý của Tây Vực đặt ở đáy mắt. Điều này làm cho mọi người ở đây đều có ý nghĩ khác về tam hoàng tử, khiến tam hoàng tử tức giận đến biến sắc, trên khuôn mặt trắng tròn nổi lên chút hồng. Ngự phượng đàn thấy hắn ta như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên không nói gì thêm về hắn nữa mà chuyển sang hai vị nam tử lạ mặt phía sau nói. Thái tử, An Tố Vương, các tiểu thư của đại ung chúng ta đang tổ chức hội thơ, các ngươi cũng góp ý bình luận một chút. Nam tử được gọi là Thái tử là Hách Liên An Nguyên, khuôn mặt hắn hơi vuông, vóc người cao lớn, toàn thân có một cỗ bá đảo cuồng vọng khí chất của người trên cao, tầm mắt đảo qua các nữ tử trong đình gióng giặc nói lớn, thơ ca chẳng qua chỉ dùng để giải sầu. Không có việc gì tụ tập một chỗ rồi ngươi một câu ta một câu không biết là đang nói cái gì nào có sảng khoái như cưỡi ngựa rong ruồi chứ? Lời nói ra cực kỳ cuồng vọng, không có một chút lễ tiết khiến các tiểu thư trong gian thủy tạ ai nấy đều nhíu mày. Thái tử Tây Vực tuy quyền cao chức trọng nhưng là khách nhân, một chút lễ giáo tôn trọng nước khác cũng không có khiến người khác khó mà ưa thích nổi. Vân Khanh cũng biết vị thái tử hách liên an nguyên này, hắn là nhi tử của Tây Vực Vương và Vương Hậu, bộ tộc của mẫu thân có gia thế không tầm thường xuất danh chính thống. Hách Liên An Nguyên 10 tuổi đã được phong làm thái tử Tây Vực, dưới sự bợ đỡ của mọi người đã hưởng thụ cuộc sống phong quang vô hạn. Người như vậy thì tính cách cuồng vọng cũng không có gì kỳ quái. Ai bảo người ta là đứa trẻ ngậm thìa vàng ra đời chứ? Khi sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, nam tử đứng ở hách liên an nguyên bên người mới mở miệng nói chuyện, vương huynh ngươi là nam tử. Đương nhiên cưỡi ngựa rong ruồi chính là chuyện sảng khoái nhất, nhưng các nữ nhi luôn ôn nhu đoan trang diễm lệ cũng không thể giống như nam nhi được. Nếu ai ai cũng rong ruồi trên lưng ngựa ra chiến trường chẳng phải khiến cho hậu cần chống không, lương y không ai tiếp viện sao? Nếu hai nước muốn ký hiệp ước hòa hảo tự nhiên là không hy vọng có chuyện gì gây xung đột, do vậy khi có người đứng ra hòa giải ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng nhìn về phía vị nam tử đã nói chuyện hách liên an tố. Tây vực khác với Đại Ung, hoàng tử của họ một khi thành niên sẽ được phong vương, mà lần này cùng thái tử đi sứ đến Đại Ung là vị An Tố vương này. Diện mạo của hắn so với Hách Liên An Nguyên không có sự sắc bén bá đạo nên đứng ở bên cạnh Hách Liên An Nguyên rất dễ bị bỏ qua, nhưng khi hắn vừa mở miệng nói chuyện thì mọi người sẽ chú ý tới. Thật ra hắn cũng rất tuấn mỹ nhưng là người không thích tản ra khí chất của mình mà thôi. Nghe Hách Liên An Tố nói xong, ánh mắt hách liên an nguyên liếc sang có chút khinh thường, khi ánh mắt nhìn đến Vân Khanh thì lập tức sáng rỡ. Từ trước đến nay hắn đã nhìn quen mỹ nhân, ngày đó ở trong xe ngựa, từ rất xa nhìn thoáng qua Vân Khanh chỉ cảm thấy dáng người không tệ nhưng lúc này nhìn gần đột nhiên cảm thấy như trăm hoa nở rộ ngay trước mắt, làn váy uyển chuyển như nước, áo ngoài như mây, mồi ngay ngắn ở đó như một vị hoa tiên tử. Tuy rằng thoạt nhìn nàng có vẻ hơi nhu nhược nhưng dung mạo xinh đẹp giường này tuyệt đối có thể bổ sung cho khuyết điểm kia. Nếu cưới về làm thái tử phi, không nói đến thân phận, chỉ dựa vào diện mạo như vậy trong đám nữ tử của các huynh đệ khác cũng là khó gặp. Còn so với trong Hoàng cung Tây Vực thì chưa chắc các phi tần của Phụ Vương có được vẻ đẹp như vậy. Thật không uổng công hắn cực khổ đến đây một chuyến để ý bản hiệp ước vô dụng này rồi. Lại nhớ đến biểu hiện của Thẩm Vân Khanh ngày đó, nàng đúng là một nữ tử thông tuệ đáp án câu đó là con kiến nàng cũng là người thứ hai nghĩ ra nếu nàng có thể dốc sức phụ trợ hắn thì khi ngồi trên vương vị hắn cũng sẽ không ngần ngại mà cho nàng một vị trí ở lại bên cạnh mình hách liên an nguyên trong lòng thầm nghĩ mỗi một ý tưởng đều tràn ngập cuồng vọng chỉ xem người hòa thân như một vật tùy thân mà không hề coi là chính thế chút nào trong lúc đó tứ hoàng tử lại nhìn vân khanh chăm chú Nghĩ đến đêm đó mình đã chắc chắn sẽ cưới nàng làm chắc phi rồi từ từ hành hạ nàng, nhưng cuối cùng lại trở thành trò đùa. Đợi lát nữa trên yến hội Tây Vực sẽ nêu lên yêu cầu cưới nàng, nàng sẽ phải đi hòa thân trở thành nữ nhân của người khác. Đã qua nhiều năm như vậy, lần duy nhất trong đời hắn muốn cưới được một nữ tử thì lại phải đưa cho người ngoại cương quả thực khiến cho hắn cực kỳ khó chấp nhận. Nhưng trước việc nước hắn chỉ có thể buông tha cho một nữ nhân chứ không thể từ bỏ những nỗ lực mấy năm nay. Hắn nhớ rõ lời nói và ánh mắt dò xét của Minh Đế nên tuyệt đối không thể phạm loại sai lầm như vậy nữa. Ngự phượng đàn lạnh lùng nhìn hách liên an nguyên, trường bào tuyết trắng khiến hắn như một bức tượng điêu khắc đứng trong làn băng tuyết, không có một chút ấm áp nào. Nhận thấy động tác của ngự phượng đàn, ánh mắt ngũ hoàng tử như có điều gì suy nghĩ, nhìn thoáng qua hách liên an nguyên và vân khanh sau đó lâm vào trầm tư. Nhìn thấy ánh mắt của hách liên an nguyên, trong lòng an sơ dương có chút không vui, lạnh băng mở miệng nói, mới vừa rồi còn không phải muốn phẩm thơ à? Phải chăng thơ của cổ tiểu thư là bài hay nhất hôm nay? Lời vừa nói ra cũng đem lực chú ý của những người khác quay trở lại vấn đề này. Tư bồi thạch đi đầu nói, hôm nay bài thơ này tuyệt đối có thể nói là xuất sắc nhất. Khi Vân Khanh nghe được bài thơ ngâm lên đã cảm thấy có chút khó nói. Lúc này nghe tư bồi thạch lại tiếp tục ca ngợi nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng An Tuyết oánh lại cau mày nhìn cổ thần tư nói, bài thơ này là Vân Khanh viết, nàng và ta cùng nộp bài lên, có phải có lầm lẫn gì hay không? Lời của nàng vốn là lời khách khí bởi vì sau chuyện của An Ngọc oánh An Phu Nhân cảm thấy nên cho An Tuyết oánh hiểu thêm về đạo lý đối nhân xử thế vì thế thường xuyên dạy bảo nữ nhi. Tuy rằng trong một lúc không thể biết hết, nhưng cũng phần nào để An Tuyết oánh nhìn nhận các sự việc không còn đơn giản nữa. Ai cũng không phải kẻ ngốc, trên mỗi tập thơ đều có ghi tên người viết thì khó xảy ra chuyện lầm lẫn được. Khi nghe An Tuyết oánh nói, sắc mặt cổ thần tư từ kiêu ngạo liền trở nên khó coi. Những người trong nhà thủy tạ đều đột nhiên nhìn nhau có chút khó xử nhưng không ai mở miệng nói chen vào tuy rằng xuất thân thẩm vân khanh không bằng người khác nhưng nay cũng là một quận chúa. Thái hậu còn để cho nàng ngủ lại trong cung thì hiển nhiên là rất thích nàng. Nếu không có gia thế hùng hậu như cổ thần tư thì không thể tùy tiện chiêu chọc được. Tam hoàng tử vốn là muốn cho biểu muội của mình có thể dạng danh để chọn một mối hôn sự tốt, đến lúc đó hắn cũng có thêm một trợ thù. Tuy nhiên với tình huống lúc này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với những hồ ngoại tộc như đột an bá phủ gia nhập giới thượng lưu trong kinh thành hắn luôn có một loại thái độ khinh bì không để vào mắt, vì vậy lúc này mới nhìn sang Vân Khanh, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm âm thầm khen ngợi. Cổ thần tư bị mọi người nhìn lại sắc mặt đỏ ửng nghĩ rằng trong trường hợp đông người như thế này không thể bị hạ bệ liền quay đầu nói với An Tuyết Oánh, An Tiểu Thư cũng không nên nói lung tung như vậy. Người không thể bởi vì vận ninh quận chúa có chức cao thì nói những bài thơ hay đều là của nàng người không thể vì lấy lòng người khác mà theo chiều gió vu hãm ta. Hành vi như vậy thật sự quá mức vô sỉ. An tuyết oánh vốn nói chuyện cực kỳ khách khí. Nếu cổ thần tư thông minh một chút thì chỉ cần dựa theo lời của An Tuyết oánh nói là nha hoàn chép sai thơ, để sai tên, như vậy ai cũng dễ xuống đài. Nhưng bây giờ nàng ta lại chỉ trích An Tuyết oánh vì nịnh bợ Vân Khanh làm ra hành vi vô sỉ, việc này tuyệt đối khiến An Tuyết oánh không thể chấp nhận hai tay nàng nắm chặt, đôi mắt long lanh có chút sắc bén nhìn cổ thần tư rồi đứng lên nói, cổ tiểu thư, thơ này là quận chúa vận ninh viết ra sau đó giao cho ta cùng trình lên, chẳng lẽ ta còn có thể nhớ sai? Người nói ta vô sỉ, vậy ngươi đạo văn người khác thì gọi là cái gì? Cổ thần tư thật không ngờ bình thường an tuyết vánh ôn lương hiền dịu lúc này lại có bộ mặt kiên cường. Dĩ nhiên nàng ta cũng sẽ không biết được rằng, tuy rằng An Tuyết bánh tính tình mềm mỏng nhưng khi muốn bảo vệ bạn tốt thì tuyệt đối không phải là loại chỉ biết núp ở phía sau tránh gió. Hơn nữa thơ làm có hay hay không trong quan niệm của nàng không quan trọng, mấu chốt là nhân phẩm con người rất trọng yếu. Từ lúc nãy đến giờ Vân Khanh vẫn luôn ngồi im không nói, ánh mắt nhìn về phía chỉ Diệu thì thấy hắn ta nhìn thoáng qua An Tuyết oánh với ánh mắt có chút không vui sau đó liền quay đầu đi chỗ khác tựa hồ đối với vị hôn thi này không có hứng thú. Chẳng lẽ chỉ diệu không thích ăn tuyết oánh, nhưng sao lúc trước lại nghe nói chỉ quận Vương Phi rất yêu thích, hài lòng về ăn tuyết oánh. Cổ thần tư sau khi bị chỉ trích liền hạ quyết tâm đem bài thơ này coi là của mình. Vừa rồi ngoài An Tuyết Oánh thấy được bản gốc bài thơ thì cũng không còn ai khác đọc được. Thẩm Vân Khanh là con gái của thương nhân, nếu nói là tài hoa thì những người khác cũng không mấy tin tưởng nàng là kinh đô tài nữ chẳng lẽ việc thắng được bằng một thủ thơ không phải là chuyện bình thường sao? Lâm Trần nghe hai người nói chuyện rồi quan sát Vân Khanh và Cổ Thần Tư. Quả thật Cổ Thần Tư ở kinh thành thanh danh vang dội mà Vân Khanh trước giờ vẫn luôn từ chối các buổi tiệc trà xã giao giao lưu văn chương nên trong kinh sớm đã có lời đồn nói con gái thương nhân không tài không hoa. Lúc này nhìn An Tuyết oánh trở nên tức giận, nàng ta cũng nghĩ giống như lời của Cổ Thần Tư liền nhỏ giọng hỏi, An Tiểu Thư, bài thơ này thật là quận chúa làm à. Thoạt nhìn có chút không giống. Đương nhiên Lâm chân nói lời này cũng không phải có ác ý. Nàng cũng chỉ là mang tâm tình như những người khác mà nói ra thôi. Nhưng lời này làm cho dáng vẻ bệ vệ của cô thần tư càng thêm tự tin. Mới vừa rồi nàng ta còn có chút chột dạ nay như được lên chín tầng mây. Sắc mặt mang theo vẻ đắc ý nói, quận chúa vận ninh, cho dù ngoại tổ phụ của ngươi là đế sư của tiên đế vang danh thiên hạ nhưng ngươi cũng không phải là lớn lên trong dòng dõi thư hương. Ta có thể lý giải tâm trạng nóng lòng muốn có được danh tiếng nhưng tác phẩm thơ từ xuất sắc này cần phải dựa vào bản lĩnh chân thật mới làm được. Mạo muội làm ra chút hành vi trơ chén chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy căm ghét. Vân Khanh nhìn miệng nàng ta cứ nói liên hồi một chàng dài, suy luận ra một màn vô sỉ liền cười lạnh lùng kéo an tuyết bánh ra sau phía sau mình, nhìn cổ thần tư nói, hôm nay ta vốn không muốn vạch trần. Người đã làm sai còn muốn ở đây khí thế bức người chính là muốn ta đem chân tướng nói ra. Vậy ta đây khẳng định, bài thơ Vĩnh Cúc là do ta viết. Tam Hoàng Tử nghe xong liền nheo đôi mắt, lộ ra khí thế nhìn chằm chằm Vân Khanh. Cổ thần tư là biểu muội của hắn nên đương nhiên không thể để cho tội danh đạo văn này rơi xuống người cổ thần tư, cho nên hắn sẽ không mở miệng ngăn cản hai người tranh luận với nhau mà tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử lại càng không mở miệng. Bọn họ hy vọng cổ thần tư bị mất mặt dẫn đến tam hoàng tử cũng sẽ bị mất mặt trước mặt khách quý Tây Vực, như vậy mới có thể coi như là đà kích tam hoàng tử. Hách liên an nguyên thì lại cười cười ngồi xuống, ánh mắt mang vẻ châm chọc nhìn một màn kịch trước mặt rồi nhìn thoáng qua ngự phượng đàn mang ẩn chứa địch ý. Ngự phượng đàn rõ ràng biết hắn đang châm chọc điều gì nhưng không mở miệng ngăn cản tình huống trước mặt thậm chí trước ánh mắt của hắn ta cũng coi như không nhìn thấy, đôi mắt chỉ dừng trên đám người trong đình. Tây vực lúc trước bị thua trong tay thủ hạ hắn nên thái tử Tây vực đối hắn có địch ý là chuyện bình thường. Sự việc đi đến bước này trong lòng mỗi người đều cảm thấy thực nghi hoặc. Xưa nay cổ thần tư ở kinh thành có tài danh, trong hội thơ cũng thường đoạt được hạng nhất, nếu nói nàng đi đạo thơ của người khác thì quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng quận chúa Vận Ninh có thể khiến cho bệ hạ và Tây Thái Hậu vui vẻ yêu thích thì cũng không thể là một kẻ ngốc. Nàng không thể vô duyên vô cớ tại đây làm loạn nhận thức bài thơ kia là của mình. Nếu thật sự là nhanh chóng muốn lập công trong khi ở đây có nhiều người như vậy thì một khi bị vạch trần chính là thân bại danh liệt. Người nói là người viết, vậy tại sao cuối cùng khi chép ra lại là tên của ta chứ? Vậy bài thơ ta viết đã đi đâu? đã đến tình trạng này cổ thần tư tuyệt đối không thừa nhận chính mình đạo văn vì một khi thừa nhận thì sau này không còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài gặp người khác vân khanh nhìn nàng ta cười cười nói bài thơ ngươi viết đương nhiên chỉ có ngươi biết nó ở đâu người thu thơ là cổ tiểu thư cơ mà ta làm sao mà biết được tuy nhiên ta muốn hỏi nếu bài thơ này là cổ tiểu thư viết vậy thì thơ của ta ở chỗ nào ai biết thơ của ngươi ở đâu chứ có lẽ ngươi không viết nên mới cố ý để cho An Tiểu Thư đem thơ của mình và ngươi nộp lên. Lúc ấy ta nhìn thấy chỉ có bản của An Tiểu Thư. Cổ thần tư nói lời bịa đặt càng ngày càng lưu loát khiến An Tuyết oánh cũng phản bác nói. Trước khi ta nộp lên rõ ràng có hai bản, ngươi tìm ra thơ của Vân Khanh trước đi để xem thơ này rốt cuộc có phải là của nàng ấy hay không. mươi 371, Quận Chúa Hòa Thân, 2 đang lúc mọi người rằng co thì quận chúa Quý Thuận đi tới. Hôm nay nàng ta mặc chiếc váy dài thêu những đóa hoa nhỏ màu tím, trên mắt kẻ một đường kẻ trách lên. Từ giữa đám người nàng ta đi đến bên cạnh Ngự Phượng đàn thì hiện vẻ mặt ngây thơ động lòng người hỏi: "Thơ tư gì vậy? Ta đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?" Lâm Chân nhìn thấy quận chúa Quý Thuận thì chân bắt đầu không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Cũng may nàng ngồi ở trong nhà thủy tả còn quận chúa quý thuận ở ngoài gian nhà nên nàng chưa đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy mặt nhưng sắc mặt cũng đã có chút trắng bệch. Cổ thần tư nhìn thấy quận chúa quý thuận thì thần sắc cũng không được tốt lắm, chỉ là người nàng nhìn chúng không phải là ngự phượng đàn cho nên cũng đỡ hơn. Ngự phượng đàn thoáng nhìn qua hách liên an nguyên rồi cười khẽ, quay đầu nói với quận chúa quý thuận, đang nói về quận chúa vận ninh và cổ tiểu thư. Rốt cuộc là ai đạo thơ của ai? không nghĩ tới ngự phượng đàn lại để ý đến mình cho nên quận chúa quý thuận trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng quay đầu liếc mắt nhìn vân khanh đang đứng trong gian thủy tà nàng ta hôm nay tâm tình không tệ nhưng sự chán ghét đối với vân khanh tuyệt đối sẽ không vì tâm tình tốt mà biến mất nếu không phải cần vân khanh đi hòa thân thì nàng ta đã sớm muốn cho người giết nàng ấy rồi do vậy khi nghe được chuyện đạo thơ quận chúa quý thuận tỏ rõ sự khinh thường nói cổ tiểu thư ở kinh thành nổi danh lâu nay còn cần đạo thơ của người khác sao? Chỉ có người không có danh tiếng mới làm ra chuyện như vậy thôi. Thanh âm của nàng yêu kiều ôn nhu rất xứng với tướng mạo, khiến hách liên an nguyên cũng nhìn thêm vài lần. Nếu chỉ luận dung mạo thì quận chúa quý thuận không sánh bằng vân khanh, nhưng thứ hách liên an nguyên nổi lên hứng thú chính là quận chúa quý thuận có vẻ thân cận với ngự phượng đàn hơn. Bên kia tam hoàng tử đã lật xe một chồng giấy chép thơ nói, trong tay bản hoàng tử cũng không có bài thơ của thầm tiểu thư. Ngay từ đầu hắn vẫn là tự xưng là, ta, bây giờ đã đổi thành, bản hoàng tử, có thể thấy là đang gây áp lực cho Vân Khanh. Cổ thần tư đương nhiên biết tam hoàng tử đang giúp nàng. Cho dù tam hoàng tử trong tay có cầm bàn thảo cũng sẽ đem bàn thảo kia trở thành không có. Huống chi cổ thần tư đã sớm đem bàn thơ của Vân Khanh bảo ma, ma bên người xé nát rồi nên dĩ nhiên càng không thể tìm thấy hiện giờ ngay cả quận chúa Quý Tuần cũng đứng về phía nàng nên càng thêm vững tâm mở miệng nói, cái này thật kỳ quái, quận chúa Vận Ninh nếu đã nộp thơ rồi làm sao có thể không có. Nếu là người tự mình viết vì sao lại không tự mình đi nộp lại còn cố ý nói đến An Tiểu Thư. Các ngươi mặc dù là bạn tốt nhưng bằng hữu cũng không thể cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi, lời nói, cấu kết với nhau làm việc xấu, đã là khó nghe đến cực điểm. An tuyết oánh nhìn không được tiến lên trước vài bước nhưng lại bị Vân Khanh vươn tay ngăn cản, chỉ thấy nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nói với mọi người, kỳ thật bài thơ này đúng là không phải ta làm. Nàng vừa nói như vậy khi đến tai mọi người liền trở thành nàng đã không có bằng chứng thuyết minh bài thơ là do mình làm. Thì ra quận quân vận ninh đúng là ngu ngốc, tự thấy đạo thơ bất thành nên đã phải thừa nhận rồi. Đương nhiên cũng có nhiều người lại không nghĩ như vậy. Ngự Phượng đàn, tứ hoàng tử, Cảnh Trầm Uyên, An Sơ Dương đều biết Vân Khanh là người có tính cách như thế nào. Nàng đã muốn náo động thì hoàn toàn không cần phải trộm thơ như vậy, nếu chỉ biết trang điểm long trọng thì dù là có tài cách mấy cũng không bằng một nụ cười khi quay đầu của tuyệt thế mỹ nhân. Sắc mặt cổ thần tư lộ rõ vẻ đắc ý cho rằng nàng ta dù là quận chúa nhưng cũng chỉ là người mới tới kinh thành mà thôi. So với mình thì tính là cái gì? còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Đắc ý trên mặt chưa kịp hiện ra hết đã nghe câu tiếp theo của Vân Khanh mà tức giận đến mức muốn hộp máu ngay tại chỗ. Ta đối với thơ từ không phải thập phần tinh thông, bài Vĩnh Cúc là trong bản thơ ký của ngoại tổ phụ tìm được. Theo trên ấy ghi lại là ngoại tổ phụ và tổ mẫu lúc cùng nhau đối nguyệt ngâm thơ thì viết ra. Vừa rồi nhất thời không nghĩ ra bài thơ nào hay nên ta liền viết ra một bài để chiếm chút phân lưu. Ngoài bài Vịnh Cúc còn có hai bài khác. Nếu bảng nhãn lang cảm thấy có hứng thú với thơ ca như thế, ta sẽ ngâm hai bài thơ kia cho mọi người nghe vậy. Vân Khanh vừa nói như vậy về mặt của tư bồi thạch cũng có chút ngần ra. Vừa rồi hắn ta cao giọng ca ngợi như vậy chính là muốn nịnh bợ tam hoàng tử. Lúc này lại nghe được Vân Khanh nói bài thơ này là năm đó đại nho tạ thư thịnh cùng thê tử đối thơ phải biết rằng thê tử của tạ thư thịnh chính là ngoại tổ mẫu của Vân Khanh cũng là một tài nữ xuất thân danh môn. Nhưng Vân Khanh căn bản là không thèm suy nghĩ đến tâm tình của hắn, nàng trầm giọng ngâm từng tiếng rõ ràng, bài thứ hai. Vấn Quốc, dục tấn thu tình chúng mạc chi, nôm nôm phụ thủ khấu đông ly, cô tiêu ngạo thế giai thủy ẩn, nhất giảng khai hoa vị đề chi, phố lộ đình xương hà tịch mịch nhạn quy cung bệnh khả tương ti, tư. Mạc ngôn cử thế vô đàm giả. Giải ngữ hà phương thoại phiến thì. Xin được mượn bản dịch của nhóm vũ bội hoàng. Chẳng biết thu đâu để hỏi chào. Vườn đông lầm nhầm chắp tay vào. Xa đời ngất ngường cùng ai đấy. Biếng nở lừ đừ khéo chậm sao. Vườn móc sân sương buồn kể mấy. Nhạn về sâu ốm nhớ trong nào. Đừng cho không đáng cùng đời. Biết nói thì đây chút nào hành văn vừa dứt liền có thể phân biệt thật giả. Mọi người ở đây hoặc là thế gia công tử, hoặc là quan viên trong triều, không phải ai cũng là người tài hoa nhưng đều có khả năng thưởng thức. Bài thơ này rõ ràng chính là cùng một văn phong với bài Vịnh Cúc, nhưng so với bài trước thì tình cảm đối với Hoa Cúc đã đạt đến một độ cao mới. Ai nấy nghe xong đều không mất lời khen ngợi pha lẫn kinh ngạc. Tiếp theo lại nghe, Cúc mộng, ly bạn thu hàm nhất giác thanh. Hòa vân bạn nguyệt bất phân minh. Đăng tiên phi mộ trang sinh điệp. Ức cửu hoàn tầm đào lệnh minh. Thụy khứ y y tùy nhạn đoạn. Kinh hồi cố cố não cung minh. Tỉnh thì u oán đồng thủy tố. Suy thảo hàn yên vô hạn tình. Xin được mượn bản dịch của nhóm vũ bội hoàng. Bên rào say giấc tiết thu trong. Trang đấy hay mây hãy đợi cùng. Hoa bướm tiên nào màng tất lại. Nặng thì bạn những nhớ đào công mơ màng theo nhạn đàn sao xác sửng sốt thương sâu tiếng não nùng tỉnh giấc nỗi niềm ai đã tỏ cỏ khô khói lạnh mồn ngang lòng sau khi nghe xong hai bài này ánh mắt ngũ hoàng tử lộ ra thần sắc kinh ngạc khen ngợi ba bài thơ từng tầng càng cao bài cuối cùng lại siêu phàm thoát tục ý cảnh tuyệt hào tác phẩm như vậy sớm nên lưu truyền ra ngoài không chỉ hoàng tử mà ngay cả ánh mắt của hai người cảnh trầm uyên và tư bồi thạch đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, âm thầm đem ba bài thơ đọc nhầm trong lòng, càng đọc càng cảm thấy bài nào cũng hay, câu thơ nào cũng xuất sắc, ý nhị vô cùng. Có bài thơ hay như vậy thì quận chúa Vận Ninh không cần phải nói bài thơ vịnh cúc mà cổ thần tư nhận là của mình. Nàng ấy hoàn toàn có thể đem hai bài sau viết ra cũng sẽ không thua kém nửa phần. Sắc mặt của cổ thần tư biến hóa như bảng phối màu, miễn cưỡng nói, quận chúa, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đây là lúc mọi người sáng tác thơ mà ngươi lại đem thơ của ngoại tổ mẫu ngươi đến thi thì làm sao còn công bằng. Đúng vậy, ta cũng đã nói qua là ta tài sơ học thiền, nhất thời không thể nghĩ ra bài thơ hay liền lấy ra góp cho đủ số. Nhưng không biết cổ tiểu thư như thế nào cũng biết được thơ của ngoại tổ mẫu ta vậy. Vân Khanh mỉm cười nhưng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng lúc này tất cả mọi người đã hiểu ra vừa rồi cổ thần tư đúng là đã trộm thơ của vân khanh tuy rằng nói không phải là tác phẩm của mình nhưng so với người đạo thơ của người khác mà còn ra vẻ khinh bỉ hành vi của người khác thì cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì ánh mắt mọi người đều lộ ra khinh thị và khinh bỉ lúc này cổ thần tư mới nghĩ tới mình vừa thốt ra lời gì sắc mặt thay đổi liên tục lộ rõ vẻ khó xử tới cực điểm sau đó nàng ta đi đến trước gian thủy tả hai mắt trợn trắng giả bộ bất tỉnh cho xong việc. Đúng lúc này chiếc chuông gió làm bằng lưu ly treo trên một góc nhà thủy tạ đột nhiên đứt dây. Chiếc chuông gió này là vì để hòa hợp với kiến trúc gian thủy tạ nên vừa lớn vừa nặng, cứ thế thẳng tắp rơi xuống đất. Sau khi cổ thần tư giả bộ té xỉu, nha hoàn liền đỡ nàng ta ra ngoài. Đáng thương thay, nàng ta đang vừa choáng váng nên không kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng loảng xoảng rồi bị mảnh vỡ lưu ly li của chông gió văng trúng đầu làm bị thương chảy máu. Lúc này nàng ta hét lên một tiếng rồi không cần giả vờ nữa, cũng đã bị bất tỉnh thực sự. Khi ấy vị trí của Hách Liên An Nguyên và Hách Liên An Tố là gần lan can nhất, chỉ thấy Hách Liên An Tố khẽ chớp mắt, sau đó đã vươn tay đẩy Hách Liên An Nguyên ra và hô lớn, "Hoàng huynh cẩn thận!" Mảnh vụn lưu ly của chiếc chuông gió vừa bén vừa nặng và cũng không rơi xuống một chỗ cố định làm cho các công tử đứng bên ngoài đình nhanh chân lùi ra sau. An sơ dương một tay kéo theo chỉ diệu rời khỏi vài bước. Quận chúa Quý Thuận đứng ở bên người ngự phượng đàn cũng là nơi gần chiếc chuông gió. Cũng không biết vì sao chiếc chuông gió đột nhiên vỡ vụn làm nhiều người bị kinh hách đến ngây dại, đám thị vệ lập tức vọt lên muốn cứu nàng ta. Thế nhưng đúng lúc này ngự phượng đàn lại đưa tay kéo quận chúa quý thuận ra. Trong phút chốc chỉ mảnh treo chuông đã tránh khỏi một mảnh lưu ly sắc bén rớt xuống. Ban đầu quận chúa quý thuận thật sự đã bị dọa sợ hãi. Sau đó phát hiện ngự phượng đàn bắt lấy cánh tay và cứu mình ra trong nháy mắt từ sợ hãi đã biến thành vui mừng. Vẻ mặt tươi cười như trăm hoa đua nở, ánh mắt nhìn chăm chú ngự phượng đàn nói, người đã cứu ta. Nét mặt ngự phượng đàn đang lộ rõ sự kích động, Đôi mắt hẹp dài sau khi nhìn lướt qua thì lập tức trở nên bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Ta chẳng qua là thuận tay cứu giúp mà thôi." Hắn nói xong liền quay đầu vừa vặn đón nhận ánh mắt tìm tòi của Hách Liên An Nguyên, trong giọng nói mang theo vài phần cười nhạo: "Thái tử điện hạ, vừa rồi phản ứng của ngươi cũng chậm quá, không thể nào nhìn ra sự anh dũng khi rong ruổi trên chiến trường." Hách Liên An Nguyên vừa rồi đúng là đã phản ứng chậm. Nếu không phải hách liên an tố đẩy ra thì có lẽ hắn đã bị chuông gió đập vào đầu, bây giờ lại bị ngự phượng đàn châm chọc như vậy cảm xúc đối địch ban đầu liền xuất hiện, thế tử thế nhưng tâm tình rất tốt. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông còn đi cứu người mà không sợ chính mình sẽ bị thương. Hắn vừa nói như vậy sắc mặt ngự phượng đàn cứng đờ, lập tức bày ra dáng vẻ phủ định nói, nàng ấy là quận chúa của nước ta nên cứu nàng cũng là lẽ đương nhiên. Hách liên an nguyên nhìn nét mặt quận chúa quý thuận tràn ngập xuân ý, đáy mắt mang theo nghi hoặc trầm giọng đáp, ta nhớ rõ nàng ấy vốn là công chúa, tại sao lại trở thành quận chúa rồi? Ngự phượng đàn dường như không muốn cùng hách liên an nguyên thảo luận vấn đề này đã lái sang một chủ đề khác, thái tử điện hạ, người cũng phải cẩn thận một chút, vận ninh. À không, đợi lát nữa ngươi còn phải đề nghị hòa thân, nếu xảy ra chuyện gì làm sao có thể cưới quý nữ của nước ta chứ? việc này không cần ngươi lo lắng nghe ngự phượng đàn liên tiếp châm chọc sắc mặt hách liên an nguyên chuyển sang màu đen lớn tiếng quát thật ra ta cũng không muốn quan tâm nhưng việc xảy ra trước mắt thì thái tử vẫn nên chú ý một chút ánh mắt tuyệt đẹp của ngự phượng đàn lóe lên mang theo chút trào phúng tỏ rõ sự khinh thường đối với hách liên an nguyên Lúc trước ở trên chiến trường Hách Liên An Nguyên bị ngự phượng đàn dẫn quân đánh bất ngờ hai lần và đều được mọi người liều mạng vây cứu mới có thể may mắn nhặt cứu thoát. Ngày đó cả người chật vật và chuyện phát sinh hôm nay xen lẫn cùng nhau làm cho Hách Liên An Nguyên cảm thấy sự cười nhạo trong mắt ngư phượng đàn ngập tràn răng kín, bao vây hắn. Mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói đều là khinh mạn khiến hắn tức giận muốn lùi mắt. Hách Liên An Tố xem Hách Liên An Nguyên như muốn nổi điên liền chậm rãi mở miệng nói, Thế tử, an toàn của Hoàng Huynh bọn ta sẽ chú ý. Người nên đi sao chiếc trông gió liu ly kia lại vô duyên vô cớ rơi xuống. Làm sao mà đình các của đại ung tạo ra lại yếu kém như vậy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đôi mắt ngự phượng đàn thâm trầm, làn sóng tươi đẹp trong mắt nhẹ lay động giống như mặt hồ mùa thu nhưng tận sâu dưới đáy lại là lạnh lẽo vô cùng. Khuôn mặt hoa mỹ khẽ mỉm cười, thần thái sáng lặng lộ vẻ kinh ngạc nói, cũng đúng. Người nói sao chiếc chuông gió lưu ly này không sớm cũng không trễ mà cố tình hôm nay lại rơi. Có lẽ là ở trên đó không ở được nên muốn xuống đất tham gia náo nhiệt chăng? Xem náo nhiệt cái gì, đương nhiên là muốn đập chết người đang đứng bên dưới. Hách liên an tố nhìn ngự phượng đàn, hắn đã sớm biết thanh danh của ngự phượng đàn. Chỉ với một trận chiến đã vang danh Tây Vực, làm cho Tây Vực tổn thất hơn nửa quân tinh nhuệ và vài tên lương tướng. Với trí tuệ bậc này thì sao có thể coi là phàm tục? Bây giờ thấy thần sắc hắn lười nhác nhưng không chút nào e dè thì cũng không phải là loại người dễ dây vào. Lại nghe hách liên an nguyên cả giận nói, thái độ của ngươi như thế này có phải là không muốn cùng Tây vực kết minh? Ngự phượng đàn nhìn hách liên an nguyên đang tức giận thì tâm tình dường như rất vui vẻ, từ từ thở dài nói, thái tử xin đừng nói như vậy. Ta chẳng qua là bảo ngươi cẩn thận một chút ngươi liền nói đến bang giao hai nước. Rốt cuộc có phải là ngươi không muốn cùng đại ung ta kết minh nên cố ý tìm cớ mà nói hay không? Hắn nói tới chỗ này ngự khí đột nhiên trở nên nghiêm trang, chuyện giữa quốc gia, xin thái tử điện hạ không nên liên hệ với ân oán cá nhân. Nếu đã đi sứ đến đại ung thì lúc này vẫn là nên lấy đại sự làm trọng. Hách liên an nguyên đang tức giận mở mắt, lúc này mới ý thức được hắn bây giờ là ở đại ung, Phụ vương phái hắn đến ký kết hiếu hảo minh ước do vậy việc hắn phải làm chính là đem chuyện này giải quyết ồn thỏa êm đẹp. Tuy rằng hắn là thái tử nhưng Tây Vực có nhiều vương tử, người nào cũng đều như hổ rình mồi. Một khi việc này có gì sai sót thì ngay lập tức hắn sẽ bị người khác lấy cớ này đến công kích. Hắn thu lại tức giận nhưng lời nói vẫn có chút hàn học, ta tự nhiên biết lấy đại sự làm trọng. Ngự phượng đàn thấy hắn thu liễm tính tình thì nghĩ tên thái tử này cũng không phải vô dụng, còn tưởng rằng hắn ta chỉ có tính tình lớn lối, không có đầu óc. Tuy nhiên hắn ta cũng vẫn là người không có mấy năng lực, nếu không kế hoạch của mình làm sao thực hiện được chứ? Ta qua đỉnh bên kia xem tình huống, hai vị cứ ở nơi này nghỉ tạm một lát. Yến hội sẽ bắt đầu diễn ra ngay thôi. Lúc này đã có người lại đây xử lý chuyện bên này. Bọn họ đã từng kiểm tra chiếc chuông gió lưu ly li, nhưng hôm nay trước khi yến hội diễn ra lại phát sinh sự cố này văng trúng cổ thần tư thì không sao, may mà không rơi vào thái tử Tây Vực. Ngự y rất nhanh đã đến cứu chữa cho cổ thần tư, mặt khác lại có người đến rửa sạch hiện trường. Các tiểu thư ở trong đình ai nấy đều bị máu me trên đầu của cổ thần tư dọa cho kinh sợ. dưới sự bảo vệ của hộ vệ cẩn thận chậm rãi ra khỏi nhà thủy tạ đi đến bên người thân của mình mà trong lòng vẫn còn hãi hùng. Hách liên an nguyên nhìn bóng lưng an nhiên tự tại của ngự phượng đàn cố gắng đè nén tức giận hỏi, An Tố, lúc thường cúc nữ tử đứng hạng nhất không phải là công chúa sao? Như thế nào đột nhiên lại bị giáng xuống thành quận chúa? Tuy rằng công chúa so với quận chúa chỉ cao hơn một cấp nhưng có khác biệt rất lớn. Công chúa đại biểu cho huyết thống cao quý của hoàng thất, có danh vọng cực cao, nếu không phải là tình huống đặc thù sẽ không bị tùy ý giáng cấp mà mới ngắn ngủn vài ngày thì công chúa Quý Thuận đã biến thành quận chúa Quý Thuận nên đương nhiên Hách Liên An Nguyên có ý nghi ngờ. Hách Liên An Tố đứng phía sau Hách Liên An Nguyên, đôi mắt đen ẩn giấu chút u ám nhìn quận chúa Quý Thuận đang được ngự y kiểm tra rồi chuyển sang nhìn ngự phượng đàn nói, Hoàng Huynh, Đại Ung mới ra một điều lệ, công chúa sau khi lấy phỏ mã thì phỏ mã không được vào chiều làm quan, không được cưới thiếp thất, tất cả đều lấy công chúa làm chính ta cảm thấy quận chúa Quý Thuận có lẽ là không muốn khó chọn phò mã. Là như vậy sao? Hách liên an nguyên lạnh lùng cười, trên khuôn mặt cuồng vọng mang theo một chút ngoan độc. Xử lý xong việc ở nhà thủy tả, Thịnh Yến cũng chuẩn bị bắt đầu, cuối cùng mọi người cũng được phân chia đi vào đại điện. Sau khi một bản nhạc êm tai vang lên, Minh Đế và Hoàng hậu đi lên ngồi trên long phượng ỉ, phía dưới theo thứ tự ngồi chính là ngụy Quý Phi, ánh phi cùng với các phi tần khác. Vân Khanh ngồi ở phía dưới nghe Minh đế bàn luận cùng Tây vực sứ giả, Tây vực thái tử, An Tố Vương về việc hai nước giao hảo, thành lập hiệp ước hữu ái. Sau đó sứ giả Tây vực tiến lên trước vài bước nói, Hoàng đế đại ung tôn kính. Được nghe danh tiếng nữ tử đại ung tài hoa xuất chúng đã lâu, hôm nay vương của ta cố ý phân phó tiểu thần xin hoàng đế phong một quý nữ đại ung xinh đẹp làm thái tử phi của Tây vực kính xin hoàng đế chấp nhận. Được, nếu hai nước đã là bạn bè thì điều thỉnh cầu này không có vấn đề gì. Chấm nhất định sẽ tìm một vị quy nữ xinh đẹp cho Tây Vực Thái Tử Điện Hà. Trên mặt Minh Đế lộ ra nụ cười hiền lành, ngữ khí ấm áp như gió xuân nhưng lại làm cho toàn bộ thiên kim của các quan gia có mặt ở Yến Hội bắt đầu đề cao cảnh giác. Tây vực Thái tử Phi cũng chỉ là nói cho dễ nghe chứ sự thực là phải gả đến nơi sa mạc xa xôi ngàn dặm cả đời có thể sẽ không thể nhìn thấy được nữ nhi nữa. đây cũng còn tốt. một khi hai nước khai chiến thì xui xẻo nhất chính là nữ tử hòa thân. nếu không phải tự sát thì chính là bị giết. không thể nào có kết cục tốt được. thật lòng mà nói làm phụ mẫu chẳng ai muốn con gái của mình phải gả ra ngoài như vậy. phải biết rằng để làm thái tử phi thì ít nhất phải là đích nữ có nhà nào mà không dành vô vàn sùng ái cho đích nữ nên ai nấy đều hy vọng người xui xẻo này không phải là mình. Bên cạnh đó cũng có những mẫu thân đặc biệt nhạy bén với chính trị đã cảm thấy được đột nhiên trong những ngày gần đây thẩm vân khanh của đột an bá phủ được thăng liền hai cấp thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Trường các lão cúi đầu nhìn xuống không nói một lời, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Cảnh trầm uyên thì trao mày nhìn về vân khanh, Hắn trở về chưa tới hai ngày nhưng cũng đã nghe đến chuyện Vân Khanh được thăng làm quận chúa. Lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay xem ra quả nhiên là có ẩn tình. An sơ dương sắc mặt trầm lãnh, ngón tay gắt gao nắm lấy cái chén, khóe miệng hơi nhếch. An tuyết oánh nhìn vào mắt ca ca mình trong lòng cũng trở nên khẩn trương, nàng mơ hồ cũng cảm giác được là Vân Khanh sắp xảy ra chuyện. Tuy rằng quận chúa Quý Thuận bị giáng xuống làm quận quân nhưng chỗ ngồi vẫn là bên người Tây Thái Hậu. Điều này đủ để chứng minh tuy nàng ta bị giáng cấp nhưng kỳ thực trừ bỏ danh vọng hơi thấp thì những việc khác đều như lúc trước. Không hề giống như nàng ta đang bị trừng phạt mà không còn địa vị. Lúc này trên mặt nàng ta mang theo ý cười lạnh lùng chờ Tây vực sứ thần đem thẩm vân khanh rước đi. Sau đó khi đến bên cạnh nàng ta lại an bài người hủy đi dung mạo của thẩm vân khanh. Dù sao lúc đó cũng đã ra khỏi đại ung nên phát sinh chuyện gì cũng không còn liên quan đến đại ung nữa. Thẩm Vân Khanh khi ấy cũng chỉ có thể tự than mình xui xẻo, trải qua quãng đời bi thảm còn lại. Thẩm Mậu hôm qua vừa trở về phủ, lúc này nghe được lời của Minh đế trong lòng cũng hơi khẩn trương. Ông cũng chỉ có một mình Vân Khanh là ái nữ mà nữ nhi của mình dung mạo xuất sắc nhất trong đám thiên kim khuê tú do vậy, nếu bị Tây vực thái tử xem trọng cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ông càng lo lắng chuyện gì thì cố tình chuyện đó lại xảy ra. Chỉ nghe Minh Đế lớn tiếng gọi, đột an bá, quận chúa vận ninh đoan trang quý nhã, đức hiếu lưỡng toàn. Chấm cảm thấy với tài năng của nàng nhất định có thể đảm nhiệm chức thái tử phi Tây Vực. Minh Đế vừa nói như vậy thầm mậu toàn thân run lên, nửa tháng vừa rồi chịu đổ phong ba trên biển liệt nhật đã tạo ra làn da sẫm màu nay cũng có chút trắng bệch. Ông đứng lên từ chỗ ngồi rồi đi đến trong sảnh cung kính nói, bệ hạ thật quá khen. Thần nữ tuổi nhỏ sinh trưởng trong gia cảnh thương nhân không hiểu quy củ, kiêu căng khinh cuồng, không thông lễ nghi, không dám nhận là điển hình của quý nữ đại ung. Ông đè xuống bối rối trong lòng nêu lên những điều vân khanh không thích hợp, thậm chí còn nói ra xuất thân với ý tư muốn minh đế cảm thấy nàng chỉ là con gái của một thương nhân thì làm sao xứng đứng bên cạnh thái tử. Nữ nhi của ông là bảo bối, cái gì cũng giỏi hơn người khác, nhưng lúc này Thẩm Mậu buộc phải nói những lời trái lương tâm. Ông tình nguyện nữ nhi của mình bị mọi người nói là ngu mốc cũng không muốn nữ nhi phải gả đến nơi xa xôi ngoài ngàn dặm, một năm không được gặp tới một lần. Tạ thị từ lúc Thẩm Mậu đứng lên cũng bắt đầu khẩn trương. Chẳng riêng Thẩm Mậu run rẩy, tay của Tạ thị cũng phát run. Mình đế mở miệng liền nói đến Vân Khanh thì rõ ràng là đã sớm nhìn trúng nàng. Nhưng lúc này bà chẳng thể làm được điều gì ngoài việc nhìn minh đế và hy vọng hắn cảm thấy thân phận nhà mình thật sự quá thấp không thể xứng với thái tử Tây Vực. Ánh Phi ở một bên thấy vậy liền cười nói, quận chúa vận ninh thân phận cao quý, tướng mạo xuất chúng nên làm người hòa thân chính là thích hợp nhất rồi. Nàng ta nói chuyện vượt cấp như vậy khiến Hoàng hậu vốn có chút mất hứng nhưng sau khi nhìn đến khuôn mặt của Vân Khanh thì không mở miệng ngăn cản ánh Phi mà để nàng ta tiếp tục châm mòi thổi gió. Tiết Quốc Công ngồi ở đối diện mặt mày cũng đầy vẻ lãnh ý. Hắn đối với Thẩm Vân Khanh đã sớm mang lòng thù hận. Trước kia phái ra hai nhóm ám sát mà lần nào cũng chưa kịp tiếp cận Thẩm Vân Khanh đã vô duyên vô cớ biến mất. Từng người ra đi đến nay cũng chưa có người còn sống trở về. Một lần thì cũng thôi mà đây lại liên tiếp hai ba lần đều như vậy nên hắn biết nhất định có người đang âm thầm bảo hộ Thẩm Vân Khanh. Hơn nữa thế lực này rất cường đại nếu không thì làm sao có thể nào tiêu diệt được những đám sát thủ hắn phái đi. Điều này chứng minh nếu muốn ở kinh thành lặng yên mà xử lý thẩm vân khanh thì thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng nếu ra khỏi đại ung mà gả đến tây vực với đường xá xa xôi thì tiết quốc công không tin là hắn không có cơ hội xuống tay. Cho dù không có cơ hội, việc gả đến tây vực đối với thẩm vân khanh cũng là một loại tra tấn. Hơn nữa thái tử hách liên an nguyên có nhiều thê thiếp dân chúng tây vực biêu hãn nữ tử không mảnh mai như đại ung thẩm gia giàu có nên từ nhỏ thẩm vân khanh được nuông chiều đồ dùng rồi ăn mặc không chỗ nào là không được tỉ mỉ sắp xếp nên khi đến sa mạc bão cát đầy trời lại chịu đủ khi nhục thì thân hình mềm mại kia chưa chắc đã qua nổi hai năm liền hương tiêu mộc tẫn lúc này tiết quốc công liền lên tiếng nói quả thực quận chúa gả cho thái tử luận thân phận địa vị đều thập phần thỏa đáng hơn nữa đây còn là việc vui đầu tiên trong mối liên minh hữu hảo giữa tây vực và đại ung ta hách liên an nguyên nắm chén rượu uống một ngụm trong mắt vừa mang theo tức giận lại vừa có ý châm biếm sau đó liên tục uống thêm vài chén hách liên an tố nhìn nữ tử ở đối diện sắp bị chỉ hôn vẻ mặt nàng bình thản ngồi yên cũng chẳng vội vàng món tay trắng ngoãn cầm lên chén rượu bạch ngọc càng tôn lên món tay tinh khiết như ngọc đôi mắt trầm tĩnh như nước thân hình như một món ngọc khí hoa mỹ lại không đơn điệu, tựa như mảnh lá tùng bị gió xuân thổi qua mang theo vô vàn diễm lệ khắp nơi phồn hoa. Nghe được lời cụ oánh phi cùng tiết quốc công, minh đế cười ha hả đột an bá, ngươi xem đi. Các triều thần đối với quận chúa tán thưởng không ngừng, có thể thấy được ngươi đối với nữ nhi yêu cầu quá cao. Với tài hoa dung mạo của quận chúa, chấm tin tưởng nhất định có thể làm đại diện cho quý nữ của đại ung. Ý của Minh Đế như vậy đã khẳng định rõ ràng, không muốn tiếp nhận những ý kiến khác. Trong lòng thầm mậu gấp gáp như lửa đốt, lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi không nên sinh ra xinh đẹp như vậy khiến hôm nay phải gả đến một địa phương quỷ quái xa xôi. Về sau ông muốn gặp được nữ nhi thì phải làm sao bây giờ? Cảnh trầm uyên trao mày trong đầu nghĩ nhanh liệu có biện pháp gì để Vân Khanh không cần phải đi hòa thân hay không? Lần hòa thân này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Vân Khanh sắc mặt lại thản nhiên không có gì biến hóa, nhìn thoáng qua lại làm cho người khác cảm thấy nàng đã bị tin này dọa sợ đến ngây người nên không kịp phản ứng. Nhưng cảnh trầm uyên lại biết rõ nghĩa muội này của hắn tuyệt đối không phải là người nhu nhược như bề ngoài, lúc này trong đôi mắt kia lại mang sự bình tĩnh khác thường, không ai có thể thăm dò. Tạ thị nghe được lời minh đế liền muốn đứng lên tiến lên phía trước, bà tình nguyện bị minh đế xử tội phạm thượng chỉ cần không khiến nữ nhi của mình phải đi hòa thân bằng bất cứ giá nào bà cũng phải cầu xin bệ hạ thu hồi chỉ lệnh đúng lúc này lại nghe được một tiếng hô phản đối truyền đến quận chúa vận ninh không thể hòa thân phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn